ta nghĩ cũng đã đến lúc cần cho con biết một sự thật. Sự thật? Cho dù đổ bao nhiêu máu cũng phải mang bức quyết thư đó về đây cho ta. Nhưng tất cả mọi chuyện đâu cũng là do ý trời. Không, ý trời đã cho con biết điều sự thật. Con phải đi tìm lại sự công bằng cho dòng họ. Mình phải đi tìm sự công bằng. Cho dù có phải chết, mình cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thế lực của Thái Hậu rất mạnh, chỉ có tôi và cô không thể nào chống lại được đâu. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, nhưng nhất định cô phải tin tôi mới được.